Vỗ chức Nam Dương, ngã tánh tử ngũ gia dân thiều. Phụ quân. Ô kìa, phụ nhân. Phụ quân ơi. Phụ nhân sao ăn không an tịnh dưỡng, ngài khai hoa nở nhị đến gần. Này phụ nhân, hãy giữ gìn quý thể. Phụ quân ơi, thiếp lo lắm phụ quân à. Suốt thanh thâu trằn trọc, đứng ngồi lại không an. Kể từ khi chặt trấn nhậm ải quan, bề cha nổi chứ bạc vô âm tính. Dạ bao. Dạ bốn cửa thành binh tướng phụ gì hả? Đại thiên tướng thành đô khiêu chiến. Hay cho mổ thái thanh giáp chiến. Phụ quân. Vâng, dân thiệu. Tên tội tử dựng cờ dương tước, trong lệnh vua tội ấy sanh bằng non. Nghe lời khuyên kiếp kha quy hàng, kiếp bao bao đạp mình chịu trói à. Giáp chiến. Phụ quân, bao phụ quân, phụ quân, phụ quân. Trời ơi, giống trọng thuận, chứ là kề phụ tân, không gì. Thank you.
quá. Sẽ được đầu công chạm. Phu nhân, phu nhân hãy ruột, hãy ruột dậy mà thoát khỏi chỗ này. Phu nhân, phu nhân mà bỏ trốn đi mau. Phu không, không đâu phu nhân à. Ôi phu nhân phúc trôi sông quá ngắn, bèn trầm lưng vậy mà phu nhân. Phu quân, phu quân mau mau bỏ trốn đi phu quân. Phu quân mau mau bỏ trốn đi phu quân. Không, phu nhân, ta không thể nào bỏ nàng được phu nhân à. Mau 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 bỏ trốn đi phu quân. Ráng ruộng, ráng ruộng lên phu nhân. Kìa, phu nhân, anh đến, đến đi con phu nhân. Ơi, nàng đừng nói vậy mà phu nhân. Phu quân, phu quân ơi, hãy ráng được, ráng gượng vậy phu nhân. Phu quân ơi, phu quân, chàng đặt tên cho con đi phu quân. Ta sẽ đặt tên cho con là Ngũ Tăng, có được không phu nhân? Ngũ Tăng.
cây dòng mau ngủ già. Người nói dò như tông lương. Phu nhân, phu nhân. Đặc biệt đến đây chúng tôi cảm ơn phần hỗ trợ của thân phụ của Hà Mỹ Anh, đó là nghệ sĩ Linh Quang. Và trước tiên cho xin gửi lời đến đài cũng như ban giám khảo và chương trình đã tạo điều kiện cho Mỹ Anh nó có sân khấu để diễn, để tiếp bước nghề nghiệp của cha ông đó. Mình đã có những lớp kế thừa thì hy vọng rằng, khẳng định rằng một tương lai gần đây hát bội và ngành nghệ thuật sân khấu sẽ phát huy quang đại. Con cảm ơn ba rất là nhiều vì đã luôn luôn ủng hộ con. Ba mẹ là số 1 của cuộc đời con. Mà cũng rất cảm ơn con. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ Linh Quang. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Thật sự rất là trân quý. Một bé con rất là nhỏ mà lại bước chân vào cái nghiệp mà nó gặp rất nhiều khó khăn. Cô xin cảm ơn con. Cô mong rằng con sẽ thành công. Nhìn con diễn, cô cảm nhận được một cái sự trui rèn rất là dữ, rất là trân quý. Chúc mừng con và mong rằng trong tương lai con sẽ tỏa sáng. 60 năm rồi cô mới xem lại được một cái trích đoạn của hát bội. Con là một người quá trẻ mà đóng một cái vai nặng như vậy không phải dễ. Có một cái điểm son khen thưởng con là con đi ngược dòng với người ta, là con lại quay về cái mơ ước của cha mình. Con đóng một cái vai này như thế này thì con có tài năng rất lớn. Chúc mừng con. Cảm ơn con. Dạ. Thực sự hôm nay là phải cảm ơn chương trình Sao Nối Ngôi, bởi vì cái sân chơi này á, giới thiệu và bảo tồn rất nhiều những nghệ thuật dân tộc. Con là một trong những ngôi sao nhỏ nhất mà con lại giữ gìn một cái bộ môn mà phải nói là rất khó, quá là trân quý con. Hồi nãy cái đoạn mà con chuyển giả rồi con sanh á, thì cô nói chỗ cái con nhỏ này nó mới 19 tuổi, nó tạo được cái cảm xúc như vậy, con làm cho người ta bị xúc động á, bị gai người á, thì cô rất là chúc mừng con. Và bây giờ là số điểm của giám khảo dành cho phần dự thi của Hà Mỹ Anh. Chúc mừng con. 10 điểm từ nghệ sĩ Kim Phương, xin mời nghệ sĩ Hồng Vân. 10 điểm từ nghệ sĩ Hồng Vân dành cho Hà Mỹ Anh. Tập trung. Bây giờ tụi mình được nghỉ 3 tuần, vậy mình đi đâu? Đi Sapa đi. Đi Huệ đi, Huệ mộng, Huệ mơ, Huệ về thương. Đi Đà Lạt ngắm hoa. Thôi, để tôi. Vậy đến xem đi. Ồ, cái quảng cáo này sao hay quá vậy nè. Băng khoăn điệu lý câu hò, giang lên trầm bông dưới đò khắp qua. Hả? Ai ca vậy? À, cái này người ta không có gọi là ca, người ta gọi là hò. À, nè, cái hồi mà tôi còn ở dưới quê á, là tôi ra đồng dắt trâu nè, thả diều. Nhỏ mà đi ngang qua đồng á, cái thấy mấy anh mấy chị ở ngoài đó hò với nhau nghe, dễ thương mà mê lắm kìa. Giờ nó hiện lên vậy nè, sao tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ quê mắm mấy người ơi. Thôi mà. À, thôi, mấy cậu nãy giờ bàn đi chơi du lịch gì vui lắm đúng không? Ừ. Chắc mấy cậu đi đâu thì đi. Tôi là tôi phải về quê, tôi nhớ nhà lắm. Thôi, đi đâu cũng phải còn nhau. Đúng rồi. Hậu mẹ bây giờ mình về Quế Tiên chơi đi. Mà Quế Tiên ơi mô. Quế Tiên ở Vĩnh Long á. Long có cái chí rửa. Vĩnh Long đẹp lắm.
Địa Linh Nhân Kiệt, nơi mà sinh ra rất là nhiều nhân tài của Việt Nam mình luôn á. Chị tụi mình nhận chị là về quê thiên chơi nha. Chị và mình về Vĩnh Long nha. Lần đầu tiên cô thấy Thủy Tiên biểu diễn ha. Mặc dù là ba Thủy Tiên là cô đã biết từ rất lâu rồi. Cái điều đầu tiên á mà cô cảm nhận ở Thủy Tiên là con chưa tự tin lắm, con bị run đúng không? Cô cũng cảm nhận là thông qua chương trình này con muốn rằng con phải luyện cái sự tự tin ở bản thân mình. Với cái ca khúc này của con á, tự dưng cô Vân lại thích cái gì ở con biết không? Thứ nhất là cái khả năng diễn xuất.
thực sự là con là nổi bật. Bởi vì sao? Bởi vì cái nét diễn rất là chân thật của con. Ở cái đoạn mà khi mà con nghe cái bài hát xong rồi con nhớ về ba mẹ, con nhớ về quê của con á, trời tự nhiên cô bị xúc động như sợ. Thứ hai, cô lại rất thích vũ đạo của con. Thì con rất là đáng yêu trong cái vũ đạo đó của con. Đó, cô rất là thích. Đây là một bài hát hay, nhưng em chưa hát ra hết. Cái hồn, cái lời bài hát nó hay đến như vậy. Và làm ở trên một cái giai điệu nhạc, nhạc dance rất là náo nhiệt như vậy, thì cái cách hát của mình nó phải thực sự nó hợp với lại cái âm nhạc đó nữa. Nhưng bù lại cái điểm cộng đó chính là em đã cố gắng tập luyện để nhảy với vũ đoàn rất là ăn khớp với nhau. Em muốn đem đến một cái tiết mục mình sinh ra từ một người cha hát dòng nhạc quê hương, hát dòng nhạc trữ tình, cho nên em muốn giới thiệu một bài hát đó. Anh tin rằng là ở những vòng sau em sẽ đem đến nhiều cái bất ngờ hơn. Cố gắng lên nhé, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Chú thì chú lại rất là thích cái ca khúc này của con. Còn hơn ba của con là vũ đạo của con nhảy đẹp quá tốt. Chú cũng khen con là con dám làm một cái bài hát của ba con, mặc dù bài hát đó không phải là sở trường của con. Đó là điểm cộng chứ không phải điểm trừ của chú. Khi lên Sao Nối Ngôi, con chỉ biết rằng con đem hết khả năng của con và con muốn cảm ơn ba. Chú chỉ mong rằng nếu tiếp tục, con hãy cố gắng giữ phong độ này. Dạ, con cảm ơn chú Trương Tử Long. Chúng ta cảm ơn những lời nhận xét của các vị giám khảo. Dạ, xin mời số điểm từ các vị giám khảo chúng ta. Chú Kim Tử Long cầm trước, mình xin chú Kim Tử Long đi. 9,75 điểm, xin được cảm ơn nghệ sĩ Kim Tử Long. Xin mời ca sĩ Nguyên Vũ. 9,5 điểm, xin được cảm ơn ca sĩ Nguyên Vũ. Và thưa quý vị khán giả, chúng ta vẫn chờ đợi số điểm từ nghệ sĩ Hồng Vân. Và một lần nữa cảm ơn phần dự thi của thí sinh ca sĩ Thủy Tiên. Ủa mẹ Ngọc. Dạ cảm ơn. Sao nay con bán đây? Mày bánh tráng đi chị. Bên chợ kia bị đuổi. Dạ, chạy qua đây chị. Nè, con nói bà ở nhà bà canh chừng Ngọc đi, mà để cho nó học bài mà. 10.000 bánh ăn. Coi coi canh chừng con Ngọc là cái chuyện của 10.000, 10.000. Dạ. Hình như cảm ơn giống Ngọc vậy. Dạ cảm ơn anh. Ngọc. Mày phải không Ngọc? Đứng lại. Đi đâu? Đi đâu? Trời ơi là trời. Hôm nay bày ra cái vụ gì nữa đây? Hả? Con trời ơi ba ơi con... tập nè, nó bán bánh tráng trộn kìa Ngọc. Dạ. Con bán bánh tráng trộn hả con? Dạ. Đẹp mặt mày lắm rồi. Ông ơi. Về. Về. Ông ơi. Mày về với ông tao. Ông ơi. Trời mưa rồi ba ơi. Mưa rồi ông ngoài ơi. Mưa rồi ba. Ngoài. Không có sao ba... ông ngoài. Ba đỡ chưa ba? Không sao Ngọc. Dạ. Quỳ xuống mày. Xin lỗi ông ngoại, lẹ lên. Mày nhìn lại mẹ mày có. Một cô đào chánh của gánh hát ngày xưa đó. Vì thời buổi khó khăn, nó trải từ bộ đồ nó bán ở đầu đường gấp chợ. Để chi Ngọc? Để nó lo cho mày. Đáng lẽ giờ này con ở nhà con học tuồng mới phải chứ. Tại sao mày phải làm như vậy hả Ngọc? Ông ngoại. Mẹ ơi. Con muốn giúp đỡ cho ông thoát khỏi kiếp nghèo để lo cho gánh.
Tội nghiệp cho con gái của tôi. Ba ơi, con của con đẻ ra con thơm đất rồi, con cho nó làm cái gì nặng nhọc. Con giữ gìn cho nó trắng da dài tóc. Con ước mong sau này nó lớn lên làm nghệ sĩ, rồi ra đường buôn bán đi, mặt mày đen đúa hết sao làm đào được bây giờ. Con thấy ông ngoại cực mẹ ngô. Ngọc, bay tưởng bay là đào thương như hồi xưa hả? Sao bay rượu hoài vậy? Bà đứng lên coi. Ba, lỗi này là của con hư tại mẹ. Bây giờ ba đánh con đi, con không có chăm sóc nó cẩn thận. Ba đánh con bao nhiêu cũng được, ba đừng có đánh con của con mà ba. Trời ơi, ông ngoại đừng có giận con nữa. Cháu ngoại già, cháu ngoại ngốc của ta, ba có đánh không được. Không đánh. À, ông ngoại còn thưởng. Thưởng gì vậy ba? Đó, nó có hiếu, nó biết nghĩ. Dạ. Như vậy là thưởng cho nó chứ. Ba thưởng gì? Thưởng đây nè. Hôm nay ba đi làm rồi ba chắc thoát. Ba mua được mấy thước vải. Ba ghé bà Tám thợ may, may cho nó cái bộ đồ văn nè. Chầu sao đó con. Ba mới lãnh chầu ở cái đình dưới quê mình á. Dạ ba. Chầu sao, chầu tới này nè. Cái rồi ba cho nó dài, nó hát cái dài mà Cổ Nhĩ Phi Long. Cho nhỏ nó hát đào văn, chứ để nó hát đào võ ngoài tao sợ nó bị liệt phe. Trời sắp trở tạnh mưa rồi. Ngọc. Dạ. Bỏ vô. Dạ, bỏ vô. Còn lại bỏ vô. Trời ơi, làm ơn tạnh mưa cho con về. Trời ơi. Để phụ lên, lẹ lên để mưa. Nè. Đói về lắm. Ha. Nhưng mà về tới nhà là nhớ phải hát cái vai Cổ Nhĩ Phi Long cho ngoại coi nghe không? Dạ con biết rồi. Giờ mình vừa đi vừa hát để con luyện coi nó thuộc tuồng không nha bà. Được à. Vừa đi vừa hát vậy nó mới vui. Đường xa nó cũng bớt mệt. Đúng con rồi. Ha. Dạ. Đó. Vậy rồi. Con hát cho Cổ Nhĩ Phi Long cái màn mà thiêu cho ông ngoại. Màn gì mà cứ việc hát nè. Dạ. Nè, 1, 2, 3. Nguyên hồn trang linh thiên. Trời ơi, hát cái gì mà chậm rì chậm rụt. Về chừng này mà về tới nhà biết chừng nào có bước thì theo cái nhịp nè. Tôi chặt máu hát cái chỗ nào mà vui đi. Trời là trời. Thôi, đừng hát cái đoạn đó. Lựa cái chỗ khúc vui vui hát đi. Vui đi. Vui hả? Ừ. Vậy con hát cái màn đám cưới nha ông ngoại. Hát cái hồi mà dâng rượu trong lễ tân hôn. Ta vui uống cho say, say tình, say ái ân. Một câu chuyện xúc tích, một câu chuyện hết sức xúc động. Chú xem mà chú nhớ cái thời ấu thơ của chú, rất giá trị về mặt nhân văn. Chú hoan nghênh tiết mục này. Cảm ơn cháu. Hôm nay em có một cái tiểu phẩm xã hội, không còn là những cái vở cái lưng tuần cổ nữa. Nhưng mà đẩy kịch tính cho cái vai của Ngọc á, chưa đến. Cái tình huống hồi nãy giờ đó, mà đặt nặng vô bà mẹ, thì anh nghĩ rằng tiểu phẩm này em sẽ sáng hơn. Với con mắt nhìn của một người khán giả, cái bối cảnh diễn đã bị đưa vào dưới cái mái nhà đó quá chật hẹp. Anh nghĩ rằng cái vai ông ngoại cũng rất là tròn, hay. Nhưng anh muốn rằng có sự xúc động ở trong đó nữa, qua cái tình cảm ông cháu.
Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhìn xem số điểm của ban giám khảo dành cho Bảo Ngọc như thế nào. 9,75. 9,75. Còn bây giờ là thời gian dành cho khán giả tại trường quay bình chọn cho Bảo Ngọc. Điểm. Sông tháng năm xuôi dòng đưa người
thiêng liêng, truyền trao thế hệ mai sau giữ gìn. Nguyện đem tài sức dung bồi, dâng tặng cho đời khúc hát tri âm. Đời nghệ sĩ kiếp tập dương mới chỉ, mượn phấn son, mượn xiêm áo quy nghi, mượn sân khấu tôi bước vào vai diễn.
dẫn bước con vào nghề. Lấp lánh như ngàn vì sao nối ngôi, chúng con nguyện ghi lòng người đưa đò cho chúng con thành nhân. Tầm nguyện nhà tơ cho đời, người đưa đò lòng xin khắc ghi. Tầm nguyện nhà tơ cho người đưa đò lòng xin khắc ghi. Cải cách hát ca theo tiến bộ, nâng quyền tồn tích sạch văn minh. Xin chào em Hoài Thanh. Em biết cách để mà hóa thân qua từng cái nhân vật của mình khi xuất hiện. Đó là cái điều mà anh rất là ngưỡng mộ. Vừa hát vừa diễn vũ đạo mà anh thấy rằng là hầu như những cái vũ đạo này không phải là dễ. Chỉ có cái phần mà hát á, thì anh chỉ mong rằng là những cái phần mà trầm của em á, thì em hát nó rõ lời hơn một chút. Nhưng thực sự hôm nay cái phần dàn dựng anh phải thật sự vỗ tay hoan nghênh cái phần dàn dựng rất là nhiều, đem lại cho anh rất nhiều cảm xúc và cái sự mãn nhãn khi xem em trình diễn trên sân khấu. Đây là một tiết mục mở đầu ra, vì vậy cho nên em cũng có nhiều áp lực. Chúng ta ngoài cái kỹ năng của mình ra, cần phải sự hỗ trợ của rất nhiều khâu để chúng ta có được một cái tác phẩm hay. Thì em làm được cái điều đó. Tiết mục thật là hoành tráng để mở màn cho chương trình Sao Nó Ngôi lần này. Em làm như vậy là anh rất là hài lòng rồi. Anh chỉ nhắc nhở em một cái điều, em về đào thương thì chắc có lẽ là sẽ ưu điểm hơn. Còn về đào võ thì chắc có lẽ là vì cái bài nhạc đó nó nhanh quá, cho nên cái múa giáo và cái võ trong cái vai đào võ của em á, nó hơi bị chao một chút thôi. Rút kinh nghiệm lần sau nếu có hát đào võ thì phải chắc hơn nữa, thì em sẽ tỏa sáng hơn. Với cô Vân á, trước mặt cô Vân là một cô đào có đầy đủ thanh sắc, kỹ năng về biểu diễn, kỹ năng về ca hát rất là tốt. Cô chỉ nhận diện đầu tiên ở con là một cái chất giọng, nó giống như là cái chuông vậy đó, nó lanh lảnh và nó rất là mạnh. Cô rất muốn là với những cái số tiếp theo nữa thì Thanh sẽ đem đến cái điều gì, và cái thế mạnh cực kỳ của Thanh là ở đâu ha. Cảm ơn con. Cảm ơn rất là nhiều ba vị giám khảo của chúng tôi. Và bây giờ là phần điểm số dành cho phần thi của Hoài Thanh. Số điểm của ca sĩ Nguyên Vũ 9,5 điểm dành cho Hoài Thanh. Cảm ơn ca sĩ Nguyên Vũ. Xin được mời nghệ sĩ Kim Tử Long. 9,5 điểm dành cho Hoài Thanh. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Kim Tử Long. Và chúng ta sẽ biết được số điểm từ nghệ sĩ Hồng Vân vào cuối vòng thi đầu tiên. Xin được cảm ơn và chúc mừng phần thi của thí sinh nghệ sĩ Hoài Thanh. Mà cao hoài vậy, đi về giùm tôi đi. Các con khoai đợi chờ. Chim đã bay gọi đàn thế nương. Thôi đừng có ca nữa, đánh đi. Tôi nói rồi, tôi không phải là người mà tên Nhã Thi mà ông kiếm đâu. Ông đi về đi. Lạ ha. Tự nhiên cái ta ngồi đây, ta đờn, ta hát, ta ca. Kệ ta đi. Trước cửa mà, đâu có vô nhà đâu, la lối đuổi ta về. Mà lạ cái vậy nè,
Tôi có nói là tôi đi tìm cô Đào Nhã Thi hồi nào đâu. Tự mình đánh trống, tự mình la làng rồi nói mình là cô Đào Nhã Thi, cô Đào Nhã Thi. Đuổi thì về. Nhưng nói nghe nè, chuyện gì thì chuyện, cũng qua lâu lắm rồi. Bấy lâu nay tôi tìm mong gặp bà để mong bà tha thứ. Tại ta thương, cái ta lỡ lập trái tấm màn ảnh hưởng tới bà. Có vậy thôi mà giận hoài, nhiêu đó thôi. Về nè. Đi về đi. Thấy ghét không? Định về, giờ đuổi. Ở lại, không về. Bây giờ ở đây nè, tôi hát, tôi coi con người ta có nhớ nghề không. Lúc dân tiền. Đúng rồi, phải rồi. Trên điều tiểu lý, họ nặng tay. Chàng đã trả tài chiếc phong lan, chân thơ ân nghĩa che duyên nợ. Quá đùa làm tình chẳng mối. Danh thành rằng chỉ trai non tâm dung kiếu tình kiếm cài lan. Nước biết mình thề nghĩa trúc mà phần số không ai đắm chìm ngoài thiên nhai hải giác. Để cho nguyệt nga trầm luân cổ ải sơ xác hình mai dầu dài phong trần. Mây tan dần dương lô dạng tàn, mặt nhau mà lệ ấm tuôn tràn. Lẻ bóng gian truân trên đường dài đau khổ, một thân tư cố dày vàng gió sâu. Ôi càng thương thay thân gác dặm trường, người quý cát tấp tành cầu xưa đêm cò. Tình đời sau nặng muôn nẻo khôn, dò chung thủy tìm nhau ta tự hào như vàng trao lửa đó. Tiếp đi, hát tiếp đi. Không, nghỉ hát, về. Nè, ông. Ôi, giây phút ngỡ ngàng tựa như giấc kim bao, mắt lệ trào bỡ ngỡ, tương hội khó nổi ngờ. Ba, tôi biết bà vẫn còn yêu nghề lắm. Trở lại với sân khấu đi bà. Làm sao trở về được với cánh tay như thế này. Tôi xin lỗi bà nhiều lắm. Cô
giờ không còn nữa, cô đào hát ngày mưa giờ đã phai tàn. Sông khô dâng lên đèn người nghe xem dần thăng hoa, kim tầm đã trao thì trọn đời phải tra. Nhưng liệu có về được không với cánh tay này? Đừng, đừng bỏ đi nữa Thi à. Không, khán giả sẽ không chấp nhận tôi đâu. Sân khấu sẽ không còn đón nhận tôi nữa đâu. Sai. Bạn không có nhớ là bài học đầu tiên thầy mình dạy sao? Chỉ có người phụ nghề, chứ nghề không bao giờ phụ mình, mà biết không? Về đi, sân khấu chờ bà, khán giả chờ bà. Còn anh vẫn chờ em. Chờ em, anh mãi mãi chờ em. Dù cho trăng khuya vẫn trắng lại trôi. Đồng ý nha Thi. Tôi đồng ý. Thi, trở lại với sân khấu. Nguyệt Nga. Nhân đi. Hôm nay thì diễn với ca theo cô là xuất sắc. Cái cách suy nghĩ mà con khai thác để dựng lại cái Kiều Nguyệt Nga với lại Lục Vân Tiên, nó cũng rất là thích hợp với lại cái tình huống này của một cái đôi bạn đồng nghiệp rất thương yêu, rất quý mến nhau và luôn luôn nghĩ tới cái việc giúp đỡ nhau để làm sao có thể trở lại sân khấu để có thể làm nghề cùng với nhau. Và qua cái tác phẩm của kinh điển cải lương, các con dựng lại một đoạn thôi, nhưng mà cái cách dựng nó có một cái mới và cô ủng hộ cái mới đó. Chúc mừng con một lần nữa và cảm ơn con. Tôi biết Hoàng Hải và Thường thì là bạn đóng những cái vai hài. Hôm nay bạn làm cho tôi rất là bất ngờ. Bạn đã rất là thành công. Giọng hát bạn rất khỏe, rất hay. Và vũ đạo cái đoạn ngắn như vậy bạn có thể khai thác. Tại vì cái bà kia bạn làm rất là hợp lý. Cái bà kia bà không chịu diễn, thì bạn vừa làm Lục Vân Tiên, vừa làm Kiều Nguyệt Nga. Và hai cái hình thể đó nó, hai cái vũ đạo đó nó khác nhau hoàn toàn. Rồi cái cảm xúc của bạn cộng với cảm xúc của bạn kia làm cho mình cảm thấy nó lân lân. Ngày hôm nay bạn làm tôi rất là thuyết phục thiệt. Tôi thấy là bạn khác hoàn toàn và bạn là một thí sinh có tài năng. Tôi rất đồng ý cô Bạch Tuyết và Minh Nhí khen em có tài năng khiếu lạ cho cái ngành sân khấu, có phải không? Dạ, công nhận điều này. Thì khi cái ưu điểm của em, của con đó mà giả cái giọng một cái người có tuổi, một người nghệ sĩ có tuổi, thì đúng ra cái đời thường mình phải có phân biệt rõ ràng là động tác chậm lại. Trời ơi, tôi nhớ bà đây, tôi đến tôi thăm bà đây, rồi tôi dụ dỗ bà trở lại sân khấu, có phải không nè? Thì động tác nhẹ nhàng, đặng cho nó ra cái người đứng có tuổi chứ. Tay người ta đau đây, người ta vì cái tay đau người ta không có trở lại sân khấu, bắt giật cái tay lên. Người ta từ từ nâng cái tay lên diễn bằng cái cặp mắt rung động, có thể rưng rưng ngấn lệ hay cái gì đó, là nó thâm thúy hơn nhiều cái mắt gì mà giật cái tay lên dữ vậy. Nhưng mà cách mà anh Thái Châu nói như vậy thì phải là khoảng 60-70. Người ta 74 nên mà người ta còn mạnh nè. Ừ, bên nữa rồi.
Bây giờ nè, tôi giật cái tay của cô Tuyết, tôi giật vậy rồi cô Tuyết có giật mình không? Tôi giật lại. Mấy cái này là mấy chú mấy cô nói đúng đó, nhưng rõ ràng ngày hôm nay là bạn diễn em thích quá. Tôi nói một cái sự thật, ngày xưa cái sân khấu truyền thống đó đóng một cái vai bà 60 mà ra sân khấu là vậy nè, đó sao vậy đó, mà đó là 40 kìa, còn bây giờ đó là 2018, cho nên 74 tuổi rồi mà vẫn đi vậy. Rồi khán giả cũng binh luôn. Hay bạn. Coi như kết luận là không cãi nữa ha. Xin được mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Bây giờ tôi muốn hỏi ông Thái Châu cho anh nhiêu à? Và số điểm là 10. Chúc mừng Hoàng Hải. Số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết 10. Điểm 10 tuyệt đối dành cho Hoàng Hải. Còn bây giờ sẽ là thời gian bình chọn dành cho khán giả đặc biệt tại trường quay. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,8. Chúc mừng bạn. Gì vậy? Hình của chị đó em. Hôm nay chị đi hát ha. Được cái chú kia chú chụp tặng cho chị đó, đẹp không? Trời ơi, thích quá à. Đẹp thiệt. Ôi ôi. Chị Ngọc, sao chị dám đi show vậy? Cô nói là khi nào tốt nghiệp mới được đi show mà chị. Thì hai đứa không nói ai biết. Đúng rồi. Vậy làm gì là không được đâu. Học chưa xong mà đi hát show hả, là hư nghề đó. Thì chị đi hát á, được nhiều show cái người ta tặng cho chị á. Tặng là của chị chứ. Hậu à, em làm như vậy là không được. Chị Ngọc hát hay, chị Ngọc đi show là chuyện bình thường. Bỏ tánh nè, tánh kỳ. Lớp bữa nay sạch đẹp dữ ha. Chị còn khen lớp sạch nữa. Cô phân công cho chị là hôm nay đến trực lớp. Chị đến trễ mà còn khen lớp sạch nữa. Đúng rồi chị Ngọc, chị quá sai. Còn là em, chị để đó đi. Chị làm gì vậy? Chị để đó. Không. Sao kỳ vậy? Em không nhớ. Muốn làm nghệ sĩ đầu tiên là phải gì? Chịu thương, chịu khó. Đúng không? Em nói đúng không? Đóng rác ngoài kia. Chịu thương, chịu khó. Để em, đây, hậu. Vậy em nhìn đi. Chị nè, bắt đầu là chị chịu thương, chịu khó nè. Đúng không? Em chịu thương, chịu khó. Dạ. Bỏ tính đó nghe hậu. Thấy cái tướng không? Không hiểu, cô nhận nó vô làm cái gì tướng tá thì. Trời ơi. Mà được con cái, chị ham học lắm đó chị. Chị ơi, hôm qua cô có dạy bài hát á mà nó khó quá à. Trong lớp chỉ có một mình chị hát được à. Nói á, thì á em giận em buồn. Chứ có bao giờ mà em thấy á, cô mà giao vai diễn nào cho tụi em không? Để đi show hát á, có bao giờ mà cô kèm tụi em theo không? Chỉ có chị á mới được ưu tiên. Vì chị á là truyền nhân của cô. Truyền nhân nó khác, còn học trò bình thường nó khác em ơi. Dạ cô, em chào cô. Chào các em. Dạ, dạ cô. Đây, nè, cầm nè. Dạ. Em đó, của chị nè. Cô ơi, bây giờ tụi em diễn thử cho cô xem nha. Khoan đã em. Sao cô? Chị Ngọc, dạ em nói chị nghe này nè. Nói nhỏ chị nghe thôi. Chứ cái nghề này nó ngộ lắm chị. Dài tới, đỡ không nổi. Thưa cô em vô. Em thay được. Cô làm vậy là sao cô? Nghe diễn chính đó là của em mà. Sao cô giao cho Trâm vậy? Rồi em diễn, giải thưởng em không chịu đâu. Thank you.
Ngọc nè, em học hỏi ở cô đủ thứ, nhưng em nghĩ đi, tính cách của cô là như vậy sao? Cô đã dạy em rất nhiều. Nếu là một truyền nhân thì bài học đầu tiên không phải cho em tài sắc vẹn toàn, mà phải ghi tâm luôn khắc ghi trong lòng. Em sẽ là người của công chúng trong tương lai, nhưng đều nghĩ quay làm sai, khán giả sẽ nhìn vào, sẽ mất dần những yêu thương. Em nghĩ khi mình tài giỏi hơn người nhờ thì phải tự hào chính bản thân. Em đâu biết đó là những sai lầm lớn lao. Bài học hôm nay mong rằng em ghi nhận, kẻo mai sau vui hận muộn màng. Tài đức phải vẹn toàn mới xứng đáng là truyền nhân. Tài đức phải vẹn toàn. Cô ơi, em đã hiểu rồi, em cảm ơn cô. Em hãy nhớ lời cô dạy. Em không có vai diễn nào nhỏ, chỉ có nghệ sĩ tự làm nhỏ cho mình. Em hiểu hết rồi cô ơi. Cô ơi, cô ơi, giờ em đã hiểu những lời dạy của cô, thì cô ra đi mãi không về, nhưng ân tình em mãi không quên. Từng lời dạy bảo, từng bước chân dịu dắt, cho em tránh khỏi con đường lầm lạc chung quanh. Em vẫn nhớ những lời cô dạy, trong trang phục cô trao cho những điều cô dạy bảo. Em nguyện trong tim luôn truyền nhân với tâm đức làm đầu,
lòng còn dương nắng một đời nhà tơ. Ngọc. Thôi, cô ra đi nhưng lòng rất là vui. Chị nhìn đi, bây giờ nè, chị cũng đã nói nghiệp theo cô, đóng được đào trắng. Còn em đóng đào hề, còn em là đào giỏ đó chị. Trâm, dạ. Hậu, chúng ta sẽ không bao giờ phụ lòng cô mong đợi và sẽ là truyền nhân của lòng cô. Dạ. Dạ. Khi anh xem cái tiết mục của em, anh lại nhớ ngày xưa anh học thầy Má Bảy Phùng Há. Khi mà anh ra trường, cái bài mà tốt nghiệp của anh và được biểu diễn tại sân khấu Hòa Quê, đó là vở Nàng Tiên Mẫu Đơn. Khi mà Má Bảy Phùng Há giao cho anh cái gia đồng, anh buồn mấy ngày liên tiếp. Anh nói rằng anh học 4 năm ra trường là anh muốn hát kép chánh để cho ba mẹ anh xem, để cho bạn bè anh xem, chứ không phải là anh ra trường để anh hát dây hề. Nhưng mà Má Bảy Phùng Há nói rằng: con ơi, hãy nhận vai này và hãy tìm tòi sáng tạo. Mình diễn làm sao cho khán giả thấy rằng từ vai nhỏ đó nó trở thành một vai lớn. Và cũng chính từ cái vai gia đồng đó mà khán giả đã biết tên Kim Tử Long. Phương Công Ngọc vẫn là một giọng hát tốt, giọng hát đầy nội lực. Còn mặt giải trí, tiết mục này thì anh thấy nó vẫn còn thiếu. Nếu chúng ta đẩy cao trào, tạo tình huống, giải trí nhiều hơn nữa thì chắc chắn tiết mục này sẽ hoàn chỉnh và sẽ hay hơn rất nhiều. Thực ra là những cái điều mà anh nói là hoàn toàn chính xác hết. Cái hấp dẫn ở đây là sao? Tại sao bạn không chiếm cái tính cách của cái bạn mà đóng hề á? Tôi nghĩ nếu mà bạn làm như vậy thì nó sẽ hấp dẫn cho cái vai diễn của bạn và hấp dẫn cho cái trích đoạn này hơn, đúng không? Em có giọng hát rất là tốt, rất là hay, và chị là cái người yêu mến cải lương cho nên chị ngồi chị say mê chị nghe. Ở trong cái kịch bản này chúng ta thiếu là thiếu cái cao trào thôi, em bị hơi lu mờ trong kịch bản, thì chị cũng xin chúc mừng em và xin nhắc nhở em những điều đó. Xin được cảm ơn ca sĩ Đông Đào. Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Phương Cẩm Ngọc. 9,5 điểm. Xin mời ca sĩ Đông Đào. 9,5. Và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân ở cuối chương trình. Còn bây giờ là thời gian của các khán giả tại trường quay bình chọn cho Phương Cẩm Ngọc. 9,4 điểm. Ông ơi, quân phương đã chi một dàn sắc tầm thường, mong ra tay chiếm đoạt để thiên hạ dèm phá, coi thường người hào hán để tan nát tình yêu hai mái. Rời xa đã nguyện thề bên nhau không bao giờ thay đổi, dù cho non mòn biên càng không phai, tình đâu ai nợ ngắn đôi tội lầm. Ông ơi tội lầm, ông ơi chữ xin đừng chia rẽ mối duyên đầu. Mệt quá. Trời chiều giờ ca toàn là ba cái gì, tôi buồn ngủ muốn chết luôn vậy. Ca cái gì sung ra đi. Lẹ lên đi. Em hát giật lên vui cho anh nha. Sung lên. Sung phải bơm 1, 2, 3 nè. Vô. Sung chết, sung nhảy, sung lên. Sung lên em. Sung lên trời, sung lên. Sung lên vô. Vô gì vậy? Trời ơi. Con nhỏ nó té mà trắng. Tôi tưởng sập vàng giáo không biết nha. Bây giờ đưa vô trong, đưa vô trong đi. Trâm lấy là, anh làm mất vui. Trâm lấy vô trong coi mấy đứa kì lo. Em á, làm gì mà sợ dữ vậy? Nói cho em nghe nè. Dạ. Em mà làm anh nãy giờ anh mất hứng dữ lắm nha. Em mà làm cái là không có trả lương em luôn, không có cho xe đưa em về luôn. Không? Anh hai. Cái gì? Tiệc tan khách đã về hết rồi. Hơn nữa là tụi em nhận đến đây phục vụ cho mọi người. Phần văn nghệ đã xong rồi. Đơn đề hát ca sao cứ bài ăn nhờ.
là nghệ sĩ, cô nào phải là tiếp viên. Anh ba thương cho tiền lương xuất khẩu thì chúng em cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đã xong rồi em xin phép rút lui. Anh muốn em tới đây là anh muốn như vậy. Cái chuyện hát ca chỉ là cái chuyện phụ. Ngọc à, anh muốn cùng em cảm tỏ nó thiệt là anh rất thích em, phải không? Ngủ với em đêm nay đi rồi anh muốn cái gì cũng được, tiền bạc đóng đầy. Anh hai, vậy tôi là nghệ sĩ, không phải là gái làm tiền. Xin anh đừng xúc phạm chúng tôi. Đứng lại đây. Đi đâu ạ? Trốn đây không có được đâu, xúc phạm gì. Anh cho xe riêng rước em tới cái biệt thự vắng vẻ này là em đủ biết rồi. Em có la, em có đòi cái gì đi khỏi cái căn biệt thự này, không có thằng nào dám đến đây mà nó cứu em hết trơn á. Em thấy em nãy giờ khó chịu lắm nha. Làm gì kỳ vậy? Ở đây làm phòng nhiệt của anh. Hai anh nói gì kỳ vậy? Vậy anh hai đúng. Anh tránh anh. Tránh cái gì? Anh bây giờ đó. La gì mà la. Cảm ơn mày cứu tao cho mới. La ơi, anh bực bội em quá. La gì để gì vậy? Kêu đi dài. Mực kêu. Nè. Kêu gì? Sao mới đây nở dữ vậy trời. Nở bự ghê luôn á. Mới có chút xíu mà cái nói nghe nè. Bởi vậy anh nói với mày. Ờ. Dê gái. Cái ác trời ơi, cho mày đánh đau, cho mày đánh đau vậy. Cho mày bắt giáo ra nè tôi. Tụi mày ơi, bắt tôi lại đi. Nó chặt nhẹ lắm. Bắt tôi lại. Trời đất ơi. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Nè, mày bắt thằng luôn. Mày ơi, mày. Mày ơi, mày lên đây. Mày ơi. Mày lên đây. Chạy. Chạy. Mày chạy. Đuổi ra đó tụi mày. Trời ơi, té cái muốn chết vậy. Đó giờ đi hát cũng lộn đâu. Sao vậy? Tại tao, tao ăn tiền mới rủ mày đi show này với tao. Nhém nữa đó là hại mày rồi. Mấy lần trước hát chậm á, có bao giờ mà ông kỳ cục vậy? Tao tức á. Hát từ hồi chiều tới giờ tiền thì không có một cắp, mà nhém nữa hai đứa kêu rồi chạy tục mạng luôn à. Đâu phải tao với mày mới gặp lần đầu tiên đâu, mà đối với những người á, nghệ sĩ không tuổi không tên à. Trang trời khó khăn chưa
Đừng đừng Trâm ơi, đừng vì tuyệt vọng hôm nay mà thốt ra những lời cay nghiệt. Tiếng hát lời ca để cho đời thêm đẹp, mình đã trót đam mê danh đèn sân khấu thì phải vượt phong ba tìm bến đầu cho mình. Dù có ra sao vẫn phải quyết tâm mà nghiệp tổ giữ gìn. Tao tin rồi đây á, sẽ có một ngày tao được hát trên một sân khấu huy hoàng với tất cả là tuồng hay ngơ. Được sống hết mình cho giai diễn đêm đêm, được đón nhận tình yêu của những người mô điều. Thời gian khổ hôm nay tao bằng lòng cam chịu, miếng làm sao không hổ thẹn trong lòng. Ba tao thường nói á, cái nghề hát này lắm gian nan, muốn được thành danh á phải vượt nhiều khó nhọc. Mập ơi, chuyện hôm nay cho tụi mình bài học, để sau này phải cẩn thận nhiều hơn. Chịu thương, chịu khó mới thành nghề. Mày nói riết tao thuộc lào lào rồi. Cái bây giờ á, làm cách nào mà mình đi về nhà được thế nè. Hồi chiều cũng cho xe qua rước mình, giờ chạy thuộc mạng tới chỗ này có biết đường về đâu. Chấp về. Hình như đằng kia có ngã tư ngã ba gì đó, không thấy mình nội bộ đâu đó. Mình kiếm xe mình đi về đi. Cũng được. Sao giờ hay đi nè. Mày sao vậy? Sao vậy? Chắc hồi nãy chạy giờ gật giò rồi đau hả? Rồi do sao? Mấy mày cõng tao đi. Đừng chơi với mày thôi. Tao cõng mày. Vậy được á. Đứng lên đi. Mày cõng tao nha. Ê, mày vừa cõng mày vừa ca nha. Rồi. Cõng ca là bùa á. Đêm đêm dưới ánh đèn thử thách của em đó là nhảy. Và hôm nay em tạo một cái bước nhảy rất là hợp lý trong cái tiểu phẩm này. Dù rằng nó ít nhưng rất hợp lý. Tiểu phẩm này nó đã nói lên được cái nỗi lòng của những người nghệ sĩ trẻ. Dàn dựng rất tốt, vì đây có một cái giá trị giải trí trong đó, làm cho khán phòng của chúng ta cười thoải mái và cũng có rơi lệ. Đây là một phản ảnh xã hội, một phản ảnh xã hội trung thực nhất mà gần đây khi tôi rời sân khấu cái lương Trần Hữu Trang, lúc đó tất cả các đoàn tập thể rã hết và những nghệ sĩ trẻ như các con phải mưu sinh bằng cách vào các quán uống để phục vụ cho những tay dư tiền lắm bạc uống bia. Và khi bia vô nhiều rồi thì mọi hành động như vừa rồi Khánh Tuấn đã làm đó, điều đó là có thật. Nhưng cũng may mắn là các em hiện nay có sàn diễn, các em hiện nay có đất diễn ở tất cả các game show trong các chương trình truyền hình, tiết mục hay mang tính nhân văn cao. Cảm ơn em. Ở đây Ngọc Anh chỉ nói trên cái phương diện là ca hát thôi. Xét về làn hơi thì giọng đẹp lắm, mà đến nỗi Ngọc Anh không nghĩ rằng thì hát live. Mình phải hỏi anh Kim Tử Long là hát thật hả? Cái giọng sao mà hay quá vậy anh? Cho nó hát thật cho em thi mà. Cái người bạn mà phụ diễn cũng hát hay nữa, giọng ngọt thiệt là ngọt. Thì Ngọc Anh vô cùng ngưỡng mộ giọng hát của cả hai nhân vật chính và nhân vật vật phụ luôn. Mười điểm. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Phú Quý. Mười điểm. Còn bây giờ là số điểm của khán giả tại trường quay dành cho Phương Cẩm Ngọc.
9,6 điểm. Chúc mừng. Tờ phu tướng chia tay quan ngại. Hiệp mặt chúa tôi nhớ. Bạc tinh âm khiến già ngọc bồi hồi. Liên thinh mắt ý thôi hoài vòng ma. Chạy đi đâu hối hả? Sáng xá vào đoàn quân của bà chị thế nữa. Chàng ra cho tôi đi tìm bà tôi. Thế nữ, con bình tĩnh lại. Nghe ta hỏi, bà của con là ai? Bà của tôi là Mệnh Phụ Phu Nhân, vợ của Nam Bình Hồng, tên gọi Thạch Nương Tiên Mỹ Tử. Bà thế nữ, Thạch Nương Tiên chính là bà. Mà vợ của Nam Bình Hầu cũng là ta. Con tìm bà có chuyện chi không thế nữ? Bà là Thạch Nương Tiên, nay con tỉ tất về báo cho bà hay. Trên thanh quạt tuy tử thầm đa thì tầm xa thế nữ. Bà ơi, bà bái quá không. Con nói trên thanh quạt tí tử thầm đa chỉ tận sát. Sát mà sát ai vậy con? Việc tận sát Nam Bình Hồ giống mạng. Bà ơi, truyền lắp bàn hương ác. Quân ơi, vua quân ơi, thương nhớ ai khỏi đèn khóc ai đèn nhỏ giọt lệ hồng. Cái
tạo chế cảnh sinh ly tử biệt, để tiếp quặn lòng trong nỗi đau đoạn trường sầu ai quán tư lương, ai sắp bài tan điện sanh hương hải, cuộc bể châu bình địa nung công bằng, cây chia lìa hai chữ phù thề, biển nhớ ai dân mong mà một con đò. Chồng vợ chia xa cho quê hương ra cánh, để cho thiếp chịu cô đơn giữa quê vọng hiu quạnh, phải đành cam khóc hận bi thương cho ngài gánh na chung tình. Ngài tạm biệt chia tay giữa chúng vì hiền đình, rượu đưa tiền nghe nồng nàn hương gì, còn bây giờ rượu để chồng qua lệ mặn bờ môi, cầm tay nhau trong bụi chia môi, thiếp thầm hồi kim nhật phân ly hạ nhật tay, thiếp chờ đợi sao chàng không trở lại, không bên sông thương vĩnh quyết một con đò. Thôi rồi chấm kề bình rơi, đoạn tình phố bù một đời nhớ thương. Ở đây cách ta bề thắm chương, ở loạn đã chứng vui chỉ thương còn đâu. Thank you.
về trào ca hỏi tôi hoàng gia. Bây giờ mấy chú trai coi vô dọn dẹp đồ đạc đạo cụ đi ha. Dạ. Rồi ra quán ngồi rồi đợi lát qua ra qua tính toán với dạ. Mấy chú trai sao dạ, ha. Ông bầu. Ngọc ơi. Dạ. Con thấy rõ ràng không? Những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt bây giờ đổi lại là những tràng pháo tay cũng đáng phải không con? Dạ. Còn mấy đứa nè, ông người nói với mấy đứa như thế này. Hôm nay là bé Ngọc, rồi ngày mai có thể đứa này, đứa này, đứa này, đứa này, chúng ta tiếp tục cùng nhau học nghề và làm nghề. Dạ. Đó, bây giờ ông mười mới nhắc lại cái ý nghĩa của bài vị hai chữ tổ sư. Nhắc theo ông mười nghe không? Dạ. Dạ. Tổ ký tôn lưu, danh thiên tài, sư truyền đệ kế, nghệ trương tôn. Nghệ trương tôn. Đối với bên sân khấu tuồng cổ, chúng ta có cái trình thức vũ đạo. Thì cái trình thức vũ đạo đó đó, nó phải kết hợp với lại cái diễn xuất của mình trong đó. Bắt bộ, làm sao cho đẹp, đó là vũ đạo. Nhưng cái thần khí của mình, thần thái của mình phải có. Tại vì anh Long á, là ảnh là bên cải lương, thành ra ảnh khó quá, ảnh khó. Riêng đối với tôi nha, với em nha, em cũng vậy. Thực sự hay. Là hay. Bộ nào ra bộ đó, khi mà làm bộ nữ thì cũng rất là mềm mại. Khi mà bộ mà cần cứng ha, cần là bộ nam ha, cũng rất là đẹp ha. Lúc phi ngựa cũng đẹp ha. Nhảy phất lên cũng đẹp luôn. Hát thì hay luôn. Bởi vì em thích cái này anh ơi. Em thích. Chị cũng vậy luôn. Anh nói sâu về chuyên môn quá. Nhưng mà chị thấy ok. Ông tiết mục này tổng thể chị xem chị thích. Vậy thôi, oh chúc yeah, mừng em. Oh yeah, chị ghen. Oh yeah, đó là. Oh yeah. Tôi góp ý như thế chưa chắc lì là tôi đã cho điểm thấp. 9,75. Đậu khó. 10. Còn bây giờ là xin mời giám khảo khán giả tại trường quay bình chọn cho Bảo Ngọc. Chín phẩy sáu điểm. Chúc mừng. Rồi quý vị ơi, đây là vòng loại cuối cùng. Xin mời quý vị thương tình ủng hộ chúng em dạy dòng dép cuối tay nha quý vị ơi. Đi đâu mà dội mà dằn, mà dám phải đá mà vàng phải dây. Dép chưa nhớ lại nơi đây. Hội dám phải đá mà phải dây đâu quá quý vị ơi. Dạ, bảy em mời ngào ủng hộ giùm con. Bánh bèo con. Bánh bèo thiệt. Rồi, ủng hộ giùm con. Ba đứa gái dạ. Dạ, dạ, dạ. Đem cho sổ số đi chị ơi. Bánh đây. Sổ số đi chị ơi. Hết vé rồi. Sổ. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Quý khách có vé dòng này trở lại đây. Con số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Em hỏi anh đêm nay mà đi đâu. Anh nói rằng anh đi mà dặn câu nè. Anh đi dặn câu chết thiếp cái xuồng câu. Anh có cây sào, anh trông mà ào ào. Con số sao, con số sao nghe mà gặp nhiều số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Con số sao, con số sao, số gì đây, con số số gì đây, con người gì đây, người gì đây. Phố qua phố, xe qua xe, dương qua dương, duyên qua duyên. Đời dương thúy kiều như con dấu. Con 11, con 11 gặp vô con 11. Con 11, cái con 11 số gì đây, cái số gì đây, số gì đây, cái số gì đây, số gì ra.
tình. Vâng, bây giờ là giò số. Khoan, chào bà. Sao giò giùm con đi sao? Sao vậy? Con giò không có nổi. Chờ nhân viên người ta chờ về nghỉ. Mày không nổi sao cũng không nổi. Mày làm gì lâu vậy? Mày thôi xin kính số giò số chính kinh. Dạ. Tụi con làm gì ở đây hả? Dạ, tụi con hát lô tô. Hát lô tô? Dạ. Hát lô tô là hát làm sao? Dạ. Hát hát sao? Thôi chị đi đây, con về đây, con dạ. Anh nghe chưa anh hai? Anh dạy nó cải lương, anh nói ông nội nó cải lương bây giờ hát cải lương lên làm vậy nè. Số gì đây, cải lương đó hả? Hả? Ủa? Còn gì để nói nữa không? Dạ. Trâm Như. Dạ. Để cha nói với tụi con á. Tụi con biết hôm nay là ngày gì không? Hả? Hôm nay là ngày kỳ cơm của ông nội con đó. Mà không có đứa nào bén mặt về tới nhà hết. Tại sao? Ta dẫn ba mày lên đây để cho thấy ha. Để ông nói tao nói quan tụi bay. Bây giờ thấy như vậy rồi, đâu còn gì nữa đâu nói ha. Đi đi con. Út không có cấm. Tụi bay chê cũng được, tao với ông giữ được rồi. Đi đi, không cần nhớ gì hết á. Khỏi có cần về. Đi về. Lòng thanh con kính dâng một nén nhang thơm. Đời dấu bể sân khấu gia đình giờ đã đổi thay, những niềm yêu dấu vẫn không phai, còn vẫn tin vào ở tương lai. Anh hai. Cây đàn này là cây đàn của ba đó anh hai. Cha biết không? Con biết chứ sao không biết. Con nhớ lúc ông nội mất. Cha nói là ngày giỗ của ông nội á, là cha cúng ông nội trên sân khấu cải lương để cho ông nội được nhìn thấy khán giả. Nhưng mà mười mấy năm rồi, đâu còn sân khấu nữa đâu, nên con mới đi xin lô tô nè, để mượn cái sân khấu lô tô của mấy chú cung cấp cho ông nội. Chứ con đâu có quên cải lương đâu cha. Đừng khóc nữa tụi con. Cô Út, thôi về con, về. Ba hứa với tụi con á, là ba sẽ ráng làm lại đoàn. Ba sẽ ráng làm lại đoàn cải lương cho tụi con vui. Hả cô Út? Về làm sân khấu cải lương mình hát nha con. Dạ, dạ. Phải dạ. Là
Xin cảm ơn nghệ sĩ Tô Thiên Kiều cùng với là cả gia đình của Huyền Trâm ngày hôm nay đã hỗ trợ cho tiết mục này. Một tràng pháo tay thưa quý vị. À, Trâm ơi, em giới thiệu các thành viên trong nhà mình cho mọi người cùng biết ha. Ở đây là mọi người biết rồi, cha em hiện từ tập 1 rồi. Còn đây là chị thứ 6 của em, Trúc Như. Dạ, còn đây là cháu em Ngọc Anh. Khi mà người ta có đam mê nhiều hả con? Dạ. Mà người ta chưa có cơ hội á, thì cô thường nghe ông bà mình nói là người ta lấy cái tay trái để nuôi tay phải. Cho nên cái việc mà con lên sân khấu hôm nay mà con sinh động như thế, khiến cho bà con yêu mến con như vậy, thì cô nghĩ rằng mình quay lại những cái tháng ngày trước đó mình chưa được lên sân khấu chuyên nghiệp, và mình cũng nhờ cái chuyện lô tô mà bây giờ mình lên cái sân khấu huy hoàng, sân khấu hiện đại, mình mới làm được cái chuyện mà mình bày tỏ cái sự đam mê của mình đối với nghề nghiệp sân khấu, có đúng không con? Cho nên là con khiến cho mọi người cảm nhận được có người ta làm bất cứ nghề gì, người ta cũng có danh dự. Vấn đề là cái người đang làm nghề đó biết rằng tại sao mình làm việc này, và để mình đi tới một cái con đường thành công nào đó. Cái bài học này rất là tốt cho tất cả mọi người chúng ta. Cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn cô. Chị Thanh Hằng sau 15 năm định cư ở Úc Châu, chị trở về quê hương. Ngoài ra những chương trình như thế này, hằng đêm chị Hằng vẫn đi hát cho những chương trình lô tô. Tại vì như nơi đó có những người đam mê như thế này, nơi đó còn có những khán giả còn muốn được xem những người nghệ sĩ đứng trên sân khấu hát. Cảm ơn đại gia đình của em rất là nhiều. Em rất là duyên dáng trong từng cái từ ca cho tới cái từ nói của em, từ cái thể hiện, cái diễn xuất của em. Mặc dù em chỉ ca mộc thôi mà em biết đánh được vào lòng, xoáy vào tim của người nghe. Em xử lý rất là khéo, làm cho người ta nghe, người ta rớt nước mắt, rớt nước mắt. Cái tiết mục của em nó còn mang một cái giá trị lớn hơn nữa, tức là cảm ơn cái tiếng đàn của ba con. Khi mà ba con cầm cây đàn thì khán giả chờ đợi cái tiếng đàn, phải không quý vị? Và và khi ông cất cái tiếng đàn lên rồi, tất cả chúng mình cảm thấy thế nào con? Cuộc sống đẹp quá, cảm ơn cả gia đình con. Dạ. Cái ý mà sâu sắc thâm thúy nhất là cây đàn của ông nội để là đó, chứng tỏ là trong lòng các con, trong đại gia đình các con là nghệ thuật không bao giờ quên cái nghề của mình, cái nghề sân khấu của mình, đúng không? Cái dàn dựng này rất là tinh tế, rất là thâm thúy. Chú có lời khen con với lại đạo diễn Tô Thiên Kiều hả? Dạ. Rất là tự nhiên, thoải mái, hồn nhiên. Nghĩ sao hát vậy, rồi con cũng rất là giỏi. Vừa cười đó, rồi làm cho người ta khóc đó. Rất là tình cảm. Chú coi chú cười đó, rồi nước mắt chú cũng muốn rưng rưng đó. Hôm nay tiết mục này là một trong những tiết mục mà cho con thăng hoa thêm nữa trong cái cuộc đời nghệ thuật của con. Dạ, con cảm ơn chú. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Danh ca Thái Châu. Thưa quý vị, số điểm của nghệ sĩ Thanh Hằng chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay. 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,6. Chúc mừng bạn. Ôi gan
du giữa đêm trường xa dân. Tôi ngỡ tiếng ngại ca hòa lẫn mây cũng đàn. Nhìn con đò trên bến nước mênh mang, tôi nghe tim rai rứt như mặt tình tan giờ. À, sao tự nhiên bữa nay ba tâm trạng dữ vậy? Thì nhớ má mày nên hát cho má mày nghe vậy mà. Giờ nghĩ cũng lẹ ghê ha. Mới ngày nào á, má con á khoái đi coi cải lương đó. Mê mà mê không biết nói sao. Thấy cái đoàn nào hát gần nhà là kêu, thấy mà tài tử nào nổi tiếng là nhắn là bắt đi coi cho bằng được. Bởi vậy đó ba mới tập hát riết. Cũng nhờ mà biết chút xíu miếng giọng cổ nên là mới cua được má con đó, nhớ không? Dạ, mà ba, ba biết bữa nay là ngày gì không? Nhớ chứ, bữa nay là ngày vui của con đúng không? Dạ, bữa đúng. Nay là bên nhà trai qua dạm hỏi đúng không? Dạ đúng rồi, mà ba cho con hỏi ba cái này cái. Gì con? Bữa nay đám giỗ của má tự nhiên mình nhà trai qua vậy có kỳ không ba? Con bởi vậy, con nít không biết gì trơn trời. Hôm nay là ngày đám giỗ đúng không? Đám giỗ má của con thì má của con cũng sẽ về nhà đúng không? Thì khi má con về nhà thì nhà trai qua ta hợp lý rồi. Ba gì? Đứng lên cho con coi coi. Gì nói vậy? Trời ơi ba ơi, nhà trai người ta sắp qua rồi mà ba. Gì? Nhà trai qua rồi giờ con muốn ba vô trong ba sửa soạn hả? Đừng có nói là ba phải trang điểm nữa nha. Không phải, ba kỳ quá, tự trang điểm gì ba. Ba vô ba chỉnh chu trang phục nha. Xong rồi chải tóc lại cho gọn gàng nha ba. Để tôi vô trong tôi coi coi cái đồ đám giỗ này nọ ra con nấu nướng là được hết chưa. Trời trời ơi, em quay có lẻ gì không kịp hù luôn á. Tính hù tôi phải không? Thôi mà anh nghĩ là mỗi lần hù em anh đều giật mình là thôi khỏi đi, khỏi hù đi. Mà sao tự nhiên anh qua sớm quá vậy? Trời ơi, cưới vợ người ta phải nôn, phải qua sớm vậy. Em không nghe người ta nói hả? Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày nó bị hôi ê. Vô duyên quá à. Hôi ê vậy mà vẫn có người mê á nha. Thằng nào ngu vậy? Thằng nào ngu mà mê vậy? Ai biết thằng nào ngu mê tôi, tự nhiên bữa nay dắt má qua hỏi cưới tôi nè. Cái coi chén áo anh chị. Ủa? Qua rồi đó hả? Dạ con chào bác. Ủa Phát? Dạ. Nay nói nhà trai qua sao con mình con đại diện người lớn đâu hết con? À, dạ má con ở ngoài sân. Vậy là tới thiệt rồi đó hả? Dạ trai tới. Dạ. Dạ mời chị ngồi. Dạ xin chào bà chị hả? Em ơi. Sao tự nhiên ba em gặp má anh cái có nhạc gì để cái đùng cái hoành tráng quá vậy? Cái nhạc hiệu sao nói ngôi hàng xóm ta đang coi tivi. Chị ơi, sao tôi trông mặt chị quen quá. Hả? Nếu không lầm thì chị có phải là... Em ơi. Trời đất ơi. Anh nghĩ không phải nhạc hiệu sao nói ngôi đâu. Mà nhạc này là nhạc Hòn Giọng Phu đó. Hả? Má ơi về, má ơi. Thôi đi về đi con. Ông nói cái gì kỳ lắm hả? Trời đất ơi. Đã có duyên gặp nhau rồi còn đi về gì nữa. Tôi mời bà chị vô ngồi. Hả? Bà chị có nhận ra tôi không? Ủa quên, xin lỗi. Trời. Bà chị có biết tôi là ai không? Ủa quên, không phải con này. Ý tôi muốn hỏi là bà chị quen lắm. Cái gì? Trời đất ơi, tôi đâu có quen với anh đâu mà anh đòi quen với tôi là sao? Trời ơi. Hả? Kìa. Kim ơi. Như vậy anh với em là anh em ruột rồi, không cưới được rồi Kim ơi. Cái gì vậy mày? Trời, cái gì nó vậy? Trời đất ơi. Trời gì vậy mày? Ba. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này. Mày làm như tao rảnh lắm tao đi bỏ sỉ mỗi nhà ăn miếng hả mày? Cái chị này là chị không có biết tao nè. Ờ? Xin lỗi quên nói chuyện đó tôi quen miệng. Cái chị này chị không có biết bác. Nhưng mà bác nhìn chị nè là bác biết nè. Gặp hàng ngày ngày xưa. Hồi xưa là tôi thấy chị hình như là trên sân khấu với lại trên truyền hình nữa. Chị là nghệ sĩ đúng không?
Nghệ sĩ gì nổi tiếng lắm nè. Trời ơi, tôi nói thiệt, ngày xưa tôi mê chị lắm. Ê, chị này, chị tên gì ba quên rồi con. Ừ, ba. Không, thiệt nổi tiếng lắm mà tự nhiên mình nhớ mà nhớ không ra. Cái chị này là Nàng Tía. Hả? Nàng Tía. À, cái chị này chị Nàng Tía. Ủa? Phải ba. Cái nghệ danh gì tên Nàng Tía kì vậy? Nàng Tía là nhân vật của bà. Bà đóng vai Nàng Tía, bà nổi tiếng lắm. À hả? À, bà đóng tiếng chống Mê Linh nha. À, còn tên thiệt là nghệ sĩ Kim Hương. Kim Hương. Trời đất ơi. Bởi vậy nhìn mặt là tôi nhớ mãi mãi mà tôi cãi không ra. Trời ơi, vậy không ra được. Nhớ rồi, còn đây Nàng Tía. À, Kim Hương. Đó, dạ. Đây, ai? Tài xế. À, tài xế của chị. Dạ, dạ, tài xế hả? À? Lái mười mấy năm rồi. Trời đất ơi, tài xế mà bền dữ vậy đó hả? Ừ, không có dám đuổi. Ủa sao vậy? Chị em ruột mà. Ủa? Bây giờ để tôi nói được không? Thì đúng rồi, bây giờ à, dạ anh, ông anh có mời ngồi không? À, để xin phép mời cả nhà ngồi. Mời đi chị. Thưa với anh. Dạ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Dạ. Tôi qua đây là tôi có nhã ý. Có nghĩa dạ. là muốn qua đây à. Hỏi cưới con gái anh cho con trai của bà chị tôi. Dạ. À, dạ. Thì tôi thưa với anh là ông anh có cái yêu cầu gì không? À, thì ông anh cứ nói. Đã vậy không chị? Đâu có vàng cho người ta không? Đâu có vàng đâu vợ trời. Chị thật lòng là vậy, tôi lại nhà tôi mê lắm, vợ tôi mê chị lắm, hâm mộ cho nên khi mà hai bên á hai cháu nó quen nhau cái đó là cái mừng vui của tôi cho nên là xin lỗi cho thôi, bây giờ miễn hai cháu hạnh phúc thôi, còn cái chuyện mà điều kiện là tôi không có đặt điều kiện gì hết trơn. Trời trời đất ơi, ông là ông dễ sợ luôn trời. Bây giờ không có một cái điều kiện gì hết trơn, lấy con ổng là ông vui rồi. Mình về chuẩn bị đi vậy, đồng ý rồi. Thôi vậy ha ông, cảm ơn ông anh nha. Chị ơi, thằng Dậy, tôi xin phép tôi chưa nói hết câu. Bên nhà gái thì không có dám đặt điều kiện gì, nhưng xin phép bà chị, tôi có cái yêu cầu nhỏ nhỏ được không? Chết cha, không điều kiện mà yêu cầu. Yêu cầu cái gì vậy? Yêu cầu gì vậy trời? Ê, coi chừng đó. Dạ tại vì vậy, vợ tôi là mê cải lương lắm, mà cũng mê chị nữa. Cho nên bây giờ xin phép chị có thể hát tặng cho gia đình tôi, à không, cho vợ tôi một câu giọng cổ được không? Hát hả? Dạ. Được bà chị. Được không? Được. Đập. Tưởng cái gì khó chứ hát là được mà. À dễ quá mà. Chỉ nghệ sĩ chứ hát được. Dạ vậy được rồi con. Kêu vợ ra nghe. À hả? Chúng ta hát kêu vợ ra nghe. Cậu. Chứ trong buồn sao nghe được. Cậu. Tao nói đúng mà mày vô chiên quá. Dạ. Cái gì á? Ủa bằng thờ ai anh? Dạ thờ vợ tôi đó. Trời đất ơi trời. Em xin lỗi chị á. Dạ chị ở trên nghe cũng được chị. Dạ. Không tiện yêu. Ép má hát là sao? Không có đâu má. Ở nhà con thấy má cũng hay hát mà. Với lại hôm nay là ngày giỗ rồi, cũng là ngày đi coi mắt. Với lại đó là tâm nguyện của trời Xuân ơi, không có được đâu con ơi. Hồi đó đó, má đi hát ở trong đoàn, trong cái đoàn cải lương, có mấy chú, mấy bác, mấy cô cùng hát với má. Ông anh ơi, bà ca không nổi, không mấy tôi ca giùm được không? Ca được lắm, có điều hơi lạc tông thôi. Thôi giờ vậy, chỉ mong chị á, nếu chị hát tặng cho vợ tôi một câu giọng cổ á, thì cái hôn lễ này coi như là xong. Còn bằng không á, tôi xin phép không gả con gái cho. Cái này khó quá. Nếu mà chị hát, rồi chị hát với ai? Với tôi. Ủa, ông ca giọng cổ cũng được hả? Trong hoàn cảnh này. Hả? Mà tiểu thơ gọi tôi là công tử, sao nghe nó chua chát quá. Trời ơi, ông vô rồi. Công tử còn giận. Làm sao tôi dám giận tiểu thơ được chứ. Em không dám sanh học đòi với trang nghĩa phu ngàn xưa. Đã cắt tóc mang lấy tiền chồng lấy kính nâng một chắc chiêu trong những ngày đang xuống tận tao. Em xin trân trọng trao tay ân cần đưa tiễn kẻ đăng trần. Nơi cắm vào tay ân
Cảm ơn bà chị. Cảm ơn bà chị rất hay nhiều. Hay lắm, còn hay lắm chị ơi. Trời. Nhờ bà chị. Như vậy là cái tâm nguyện của vợ tôi cũng đã được hoàn thành rồi. Đang đi ra cảm ơn là tôi phải cảm ơn anh. Vì từ lâu rồi khán giả vẫn còn nhớ tới tôi. Bà chị đợi tôi chút xíu, đợi tôi chút xíu. Hay quá, hát còn ngon lắm. Bà chị à, đây, ngày xưa vợ tôi, vợ tôi hâm mộ bà chị lắm. Cho nên là cái ước nguyện của cổ là một ngày nào đó được tặng cái món quà cổ làm riêng để tự tặng cho bà chị. Thì ngày hôm nay đây, tôi xin phép được thay mặt cho vợ tôi tặng bà chị. Bà chị mở ra đi. Tôi xin cảm ơn quý vị khán giả. Tôi xin cảm ơn ban giám khảo đã tạo điều kiện cho tôi hôm nay để làm cái chương trình cùng Hà Linh ạ. Cái ước nguyện của con là được đứng chân sân khấu với các cô chú. Ngày hôm nay thì nhờ chương trình Sao Nói Ngon là con mới có được cái ước nguyện đó. Dạ, con xin cảm ơn cô. Cảm ơn Hà Linh. Kính thưa quý vị, đây là một trong năm Thái hậu Dương Văn Nga. Sau khi chị Nga mất rồi thì chị Kim Hương cũng thủ diễn cái vai này. Hôm nay đó, qua cái tiểu phẩm này đó, thì Thái Châu thấy cái hình của Hà Linh mà tặng cho chị đó, thì cái thời gian mà nó có khác chút xíu, nhưng mà cái giọng cổ vẫn gần gũi khán giả như thường, có phải không ạ? Chúc mừng chị rất nhiều. Và hy vọng là trong tương lai sẽ nhìn thấy như vậy nữa, mãi mãi luôn nha. Có thời gian rảnh thì giúp đỡ cho con cháu nó. Rồi. Có chị là con cháu nó lên tinh thần dữ dội lắm. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn giám khảo. Nhờ có Hà Linh mà cô với lại quý vị là mới nghe lại được cái giọng hát của cô Kim Hương. Lâu rồi chị mới được thấy em hát. Mà như anh Châu nói đó là chị thấy em vẫn thần thái bình thường, rất là sáng, rất là đẹp. Và giọng ca cũng còn vẫn mùi vô cùng ha. Chúc mừng em và cảm ơn Hà Linh. Tiết mục vừa rồi đó, nó vừa đời vừa kịch. Nó cho chúng ta thấy một cái chất mới. Và đồng thời nó cũng cho chúng ta thấy một cái tình. Tình người đối với nhau, tình nghệ sĩ rất là cảm xúc và rất là thánh thiện. Cảm ơn Hà Linh. Dạ. Yeah. Thôi Mỹ rất là cảm ơn chương trình Sao Nói Ngôi đã tạo một sân chơi rất là tuyệt vời để cho các bạn thế hệ tiếp nối những bậc tiền bối có thể tiếp tục làm nghề. Và hôm nay cái tiết mục của Hà Linh nó đậm chất tình lắm. Yeah. Tình nghệ sĩ. Cũng như là Thôi Mỹ đã ái mộ cô Kim Hương từ cái vai nàng tía và đã được xem cô hát vai Thái hậu Dương Nga từ lúc nhỏ. Và mấy mươi năm rồi bữa nay Thoại Mỹ mới được có cơ hội để ngồi đây để nghe được cô hát. Và phải nói là vì cái tình và cái tâm cũng như là cái lòng yêu nghề của cô, cho nên tới tận bây giờ mà giọng ca của cô vẫn còn mượt mà và vẫn còn sáng sân khấu. Mẹ của Hà Linh không còn nữa. Nhưng mà cái sự kế thừa của em đã tiếp tục làm được một cái gì đó để nơi suối vàng mẹ có thể mỉm cười vì Hà Linh. Thì xin chúc mừng Hà Linh. Dạ, cảm ơn chị. Cái tốt của con là qua cái kỹ năng tài nghệ của mỗi một người nghệ sĩ và cái đạo đức như thế nào đó mà khi cần thiết tất cả đều đến với con. Đó là tình, con thấy chưa? Dạ. Con phải ở như thế nào đó. Rồi các bạn, các cô, các chú thấy cái tài nghệ con thế nào đó phải đến với con. Chúc mừng con, tiết mục rất là tình nghĩa.
Còn bây giờ sẽ là số điểm nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 10. Danh ca Thái Châu. 10. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hà Linh. Số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hà Linh là 9,6. Chúc mừng bạn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi,
quỳ cha lại đây, không phải cha lại con mà là cha muốn đi gửi hôn trào xã tắc cho con đó con mà. Hôn trào xã tắc? Dạ dạ cha. Cố dân nước toàn chúng dạng thủy liêu thủy con ơi, thằng đóng tác của đội tranh đế vị kim triều thật vô kế cả thi, cho nên cha mới nghĩ ra một kế liêu vật ắt ra có tự nhiên nó đu lục đó con à. Sao vậy thưa cha? Là thế này, tiền bả để cha nạp vô con cho Lữ Bố. Trời, Lữ Bố là một tên loạn thần tặc tử, vậy thì làm sao con ưng cho được? Điều thuyền con ơi, cha không nỡ dùng quyền gán ép mà chỉ kêu gọi trẻ hy sinh, con bằng lòng không con? Dạ thưa cha, con bằng lòng. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Nhưng mà cha gả con rồi, cha bắt con lại. Cha, cha gả con rồi, cha còn bắt con lại. Gì vậy cha? Bắt con lại nó mới ra cái kế liên quần. Hậu ghi lại cho bôi gửi cho Đồng Công. Trời thế thì có một giây mà phải hơn con ơi, một cái lấy hai chồng thì đã đành rồi. Con ơi, liều thân con cho ta có tự nhiên nó tru lục, con mà thi hành kế ấy thì trước là bao hơn nào chi dục, sao giúp cha thành kế ngàn quả rã ngồi nữ tiếc đó con à. Dạ dạ thưa cha, mơ cha bay rất khá, kế nó định nên hình giống thân cha ghi ra tay trừ ác quỷ con quy hết dạ. À, nơi trước nổi mặt cha thi kế. Trước tiên thì chú rất là ngưỡng mộ con. 20 tuổi thôi mà con dám làm cái vai diễn điêu thuyền bái nguyệt này. Không phải ai cũng làm được. Chú rất là mơ có một cái sân khấu mà có nguyên cái dàn nhạc lễ như vậy. Chỉ có chú nhắc con một cái điều. Khi mà mình có được cái dàn nhạc sống như vậy thì mình phải đi nhịp cho chắc hơn, đúng hơn, những cái trụ bộ của mình cho chính xác hơn, dứt khoát luôn. Nhớ cái điều đó thôi. Chú mong rằng nếu mà vào vòng trong nữa, con hãy thể hiện cho chú thấy được cái làn hơi của con. Vì chú thấy rằng hơi con rất khỏe. Xin cảm ơn chú. Nãy chú Lâm nói là cô hoàn toàn đồng ý luôn. Cái của con thiếu bây giờ chỉ là cái bộ thôi. Còn lại cô nói về diễn xuất của con là hơi bị đỉnh luôn. Ở cái lứa tuổi 20 như con mà con tả được cái sự mà mất hồn mất vía của điêu thuyền, thực sự là cô rất
là ngưỡng mộ. Nãy chú Long nói ngưỡng mộ con là chính xác. Thôi hát bội khó đó anh. Khó lắm. Khó lắm. Mà lại còn phải là lồng ghép được cái tâm trạng vô để thuyết phục được người nghe. Người ta xúc động theo với cái cảm xúc của nhân vật nữa. Thì đúng là con rất là xuất sắc luôn. Khi mà chú xem con biểu diễn á, chú thật sự vui lắm con. Đến thời điểm này, cái thời đại này, vẫn còn đó những trái tim trẻ biết yêu quý cái hồn dân tộc. Chú mừng vô cùng. Chú không làm được như con, cho nên chính vì vậy chú vô cùng ngưỡng mộ. Con đã đặt lên vai của mình một cái vai nhỏ bé của một người con gái thời hiện đại, một cái bộ môn nghệ thuật vô cùng to lớn. Chú cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn con. Và bây giờ sẽ là số điểm của các giám khảo dành cho phần thi của thí sinh nghệ sĩ Hà Mỹ Anh trong ngày hôm nay. Xin mời ca sĩ Nguyên Vũ. 10 điểm từ ca sĩ Nguyên Vũ dành phần trình diện của bạn. Xin được mời nghệ sĩ Kim Tử Long. 10 điểm của nghệ sĩ Kim Tử Long. Và thưa quý vị, chúng ta vẫn chờ đợi số điểm bí mật của vòng 1 này từ nghệ sĩ Hồng Vân. Một lần nữa xin chúc mừng phần trình diễn của thí sinh nghệ sĩ Hà Mỹ Anh. Con ơi, cha của con về rồi nè. Cha con đâu mẹ? Cha đây con. Anh không phải là cha tôi. Cha tôi tối mới về. Còn anh không phải là cha tôi. Trường Lan, không phải như vậy đâu. Im đi. Ra được hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Trẻ con không bao giờ biết nói dối. Đi đi. Đi đi đồ lang cha. Trời ơi. Mẹ ơi. Con. Mẹ ơi. Đứng lại. Cẩn thận đó. Con. Mẹ ơi. Đứng lại. Cẩn thận mà đó. Ông không phải là cha tôi. Cha đây. Con. Cẩn thận. Trời mịt mù dân lối đi bóng em giờ nơi đâu gió bấy hờ ghen và lòng tin trẻ thơ dài khờ chiếc bóng kia là bao quan khiến khiến ta nổi cơn cuồng ghen giờ hiểu ra thì nàng đã xa còn khờ đã bao đêm thiếu đi thầm tình. Chiếc áo. Kìa, có phải là không? Hiện thế. Hiện thế. Trường sinh. Sao cha không hiểu cho em? Rồi em biết đi về đâu? Trời ơi! Trời ơi! Nói quan tâm đây! Tôi biết to con ơi! Hiền đây! Trời cao gây cảnh thương đau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tích kỷ nhỏ ghen mà ta đã mất đi người vợ quá những tháng ngày qua tưởng chừng như giấc mộng nỗi khổ đau cứ dằn vặt nhói tim ta hồn. Một chiếc bóng, một chiếc bóng, một chiếc bóng. Ôi chiếc bóng hoàng thiên, giúp lòng ta chẳng chịu nghĩ suy. Xua đổi hiền thế không một chút thương tình. Em đây và giây phút này đẩy lòng kẻ hăng nắng muốn tìm nàng ta lôi nhưng bão tố từ đầu ập tới cũng trôi người thương xuống tận đáy sông đây. Gửi về đâu nhưng lời nói sao cùng. Tương gia ơi cho ta có đôi lời tạ lỗi. Đến một nơi nào có hình bóng dù có nương. Ôi đời nói âm thầm tha thiết yêu thương mà cả cuộc đời ta không thể nào quên được. Trời ơi một phút thời kẻ nóng nỗi mà ta đã giết đi một người vợ quá lại đây với cha, lại đây với cha nha con, mình vào trong nhà ngủ nha con, đi, mình vào trong nhà ngủ nha con, nha con làm sao vậy? Đây là một cái vở có thể nói là kinh điển. Trước đó là con óp cái hình chỉ có tiếng không thôi. Cho nên là cô sẽ kể một đoạn để cho khán giả cảm nhận được. Tức là người vợ rất chung thủy đợi chồng. Và khi đứa con đêm đêm mà hỏi đó, cha đâu, thì cái bạch lạp, tức là cái đèn cầy đó, rọi cái bóng người vợ trong vách. Và người vợ chỉ đứa con đó
hãy chừng nào tối cái cha con về. Cho nên đến khi người chồng thật về ban ngày đó, thì người vợ nói, chồng nói đứa con không tin. Đứa con nói, ông không phải ba tôi tối ba tôi mới về, còn như ông như vậy là ông không phải như thế. Cái thế giới này người ta đau khổ là vì không chịu khó lắng nghe nhau. Cái vở này tôi xem mà tôi từ ngày nhỏ cho tới bây giờ, mình tuổi đời đến mức này rồi, xem lại vẫn thấy nó, cái tính hiện đại nó vẫn thế. Con bày tỏ một cái trách nhiệm của một người nghệ sĩ trẻ khi chứng kiến những cái sự việc đau lòng trong cái xã hội mình sống hiện nay. Cảm ơn con. Trước tiên thì cảm ơn Hoàng Hải, em đã cho một cái mẫu chuyện xưa và em đem vào hiện nay. Em có một cái giọng rất là tốt, rất đặc biệt, có cái riêng của em. Em không có phải lệ thuộc một người nào cả. Nhưng trong cái diễn xuất của em thì mình có thể rằng mình có thể có những lúc nào mình dành cho bốc lên, cháy lửa lên. Có những lúc mình phải lắng lòng để cho cái thông điệp này đi vào lòng người. Đây là một cái tiết mục để cho khán giả và ban giám khảo thấy cái tài năng diễn xuất của Hải. Mình ca diễn thì đúng như Thanh Hằng nói, cái cách diễn của Hải ào ạt, chứ cái chiều sâu của Hải, cái cách diễn chiều sâu thì nó thiếu. Em cứ ào ào như thế thì nó uổng quá. Cho nên là em nghiên cứu lại chút xíu đó thôi, chứ hoàn toàn đêm hôm nay là em đã làm tốt cái phần thi của em đó. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,75. Số điểm của danh ca Thái Châu. 9,5. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,5. Chúc mừng bạn,